Xin chào các bác, đây là trò chơi IL2-1946. Hôm nay mình sẽ tái hiện một cuộc đối đầu giữa team kích BF-109 của Đức và đối thủ là pháo đài bay B-17 của Mỹ. Hiện tại mình đang lái team kích BF-109 và đối đầu với 4 chiếc B-17. Mình sẽ tập trung tiêu diệt trước một chiếc B-17. Chiếc B-17 đầu tiên đã bị tiêu diệt. Chiếc BF-109 của mình được trang bị 2 súng 13 ly và 2 khẩu pháo 20 ly. Đây là một sự kết hợp vũ khí đáng sợ thời Thế chiến 2. Mình sẽ tiếp tục tấn công đội hình B-17. Vẫn còn 3 chiếc nữa. Máy bay của mình đã bị dính đạn từ B-17. Đạn trúng vào động cơ làm dầu tràn lên cả mặt kính. Và động cơ của mình cũng đã ngừng hoạt động. Mình đã cố hạ thêm một chiếc B-17 nữa nhưng không thành công. Giờ chỉ còn cách nhảy dù mà thôi. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa xem sao. Đây là đội hình 4 chiếc B-17. Vào thời gian đầu, các máy bay ném bom của đồng minh tấn công nước Đức mà không có tiêm kích hộ tống. Bởi các tiêm kích như P-47, P-38 không đủ tầm để bay đến nước Đức, dù có mang theo bình dầu phụ. Chỉ đến khi chiếc P-51 ra đời, máy bay ném bom của đồng minh mới được hộ tống. Mình đã bắn trúng chiếc B-17 đi đầu. Không biết nó có bị rơi không. Lần này mình sẽ bay lên cao và trúc xuống để tấn công đội hình B-17. Chiếc B-17 đi đầu đã bị rơi và vẫn còn lại 3 chiếc. Giờ mình sẽ nhắm vào chiếc B-17 đi cuối cùng. Chiếc B-17 đang đảo hướng để tránh đạn. Và nó đã đâm vào chiếc B-17 bên cạnh. Liền sau đó mình đã bị trúng đạn, trúng buồng lái. Máy ngắm đã bị phá hủy. Bây giờ mình sẽ chỉ có thể ngắm bắn áng chừng theo vệt đạn. Tuy nhiên máy bay của mình cũng đã hết đạn. Không thể hạ được chiếc B-17 cuối cùng. Chỉ còn cách quay về căn cứ thôi. Bây giờ mình sẽ thử lái máy bay B-17 để chống lại cuộc tập kích của BF-109. Tuy là một trò chơi có dung lượng nhỏ, nhưng trò IL-2-1946 cho phép điều khiển nhiều loại máy bay của Thế chiến 2. Thậm chí còn có cả cộng đồng chơi IL-2-1946. Họ đã phát triển rất nhiều bản mod máy bay cho trò chơi này, kể cả các loại máy bay phản lực hiện đại.
chiếc B-17 có nhiều tháp pháo gắn xung quanh máy bay. Vì vậy nên nó mới có biệt danh là pháo đài bay. Hai chiếc BF-109 đang tấn công tới. Mình sẽ chuyển sang tháp pháo ở sau đuôi. Một chiếc BF-109 đã bốc khói. Mình sẽ chuyển mục tiêu sang chiếc thứ hai. Chuyển sang tháp pháo trên lưng máy bay. Đây rồi. À, bắn đón ăn may thế mà cũng trúng. Chiếc BF-109 thứ hai đã bị bốc cháy. Hai chiếc BF-109 đã bị bắn trúng động cơ và không còn khả năng tấn công máy bay của mình. Chúng đang phải bỏ chạy về căn cứ. Mình tiếp tục bay đi ném bom Berlin đây. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.